Cô chào các con đã đến với tiết học toán lớp 2 của bộ sách Trần Trời Sáng Tạo. Để học tốt, các con cần chuẩn bị sách giáo khoa toán lớp 2 và những dụng cụ học tập tập trung chú ý lắng nghe cô giảng bài để chúng ta thực hiện tốt nhiệm vụ học tập. Mở đầu tiết học hôm nay, cô trò chúng ta cùng khởi động với trò chơi Bay Cùng Trời Xanh. Bằng khả năng tính toán của mình, các con hãy trả lời câu hỏi nhanh và chính xác để những chiếc kinh khí cầu được bay lên cùng với bầu trời. Cô có câu hỏi đầu tiên. 26 cộng 4 bằng bao nhiêu? À, 26 cộng 4 bằng 30. và chiếc kinh khí cầu đầu tiên đã được bay lên bầu trời. Tiếp theo, cô có câu hỏi thứ hai. 62 trừ 8 bằng bao nhiêu? À, 62 trừ 8 bằng 54. Và một chiếc kinh khí cầu nữa lại bay lên bầu trời. Tiếp theo cô có phép tính 65 trừ 17 bằng bao nhiêu? À, 65 trừ 17 bằng 48. Và chiếc kinh khí cầu cuối cùng cũng đã bay lên bầu trời rồi đó các con. Cô có lời khen những bạn nào đã có đáp án đúng và tham gia tích cực vào trò chơi. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang bài học mới, đó là bài Thu thập, phân loại, kiểm đếm. Bài học hôm nay là những khái niệm mới về hoạt động thu thập, phân loại, kiểm đếm. Do vậy, các con cần chú ý để chúng ta có thể nắm rõ những khái niệm mới này nhé. Các con hãy mở sách giáo khoa trang 98 ra nào. Như vậy, hoạt động thu thập là như thế nào? Các con hãy quan sát trên màn hình nhé. Có một nhóm học sinh, mỗi bạn chọn một hình yêu thích. Dưới đây là các hình mà các bạn đã chọn. Các con quan sát và thấy được bạn đã thu được rất nhiều hình phải không các con và đây chính là hoạt động thu thập đó như vậy thu thập được hiểu như thế nào à thu thập được hiểu là tập hợp tất cả các hình lại với nhau sau khi thu thập được các hình chúng ta sẽ tiến hành phân loại bây giờ các con hãy quan sát trên màn hình một lần nữa nhé quan sát ta thấy có rất nhiều hình như vậy các con cần quan sát cho thật kỹ để chúng ta phân loại cho đúng những dạng hình khác nhau nhé các con bây giờ các con hãy cho cô biết các hình trên gồm có mấy loại? À, các hình trên gồm có hình tam giác, hình tròn và hình vuông. Các con hãy quan sát kỹ xem còn hình khác, còn hình nào khác nữa không? Các hình trên gồm có 3 loại, đó là hình tròn hình vuông và hình tam giác và đây cũng chính là hoạt động phân loại đó các con sau khi thu thập phân loại các hình ta sẽ tiến hành kiểm đếm các con quan sát hình mà bạn đã thu thập xem có bao nhiêu hình tam giác bao nhiêu hình tròn và bao nhiêu hình vuông để thực hiện hoạt động này các con cần lấy bản con để chúng ta thực hiện nhé để biết được xem có bao nhiêu hình tam giác hình tròn hình vuông thì chúng ta cần thực hiện đếm phải không các con chúng ta sẽ đếm theo hàng từ trên xuống dưới và từ trái sang phải lưu ý khi đếm các con không được bỏ sót một hình nào nhé. Các con đã hoàn thành phần đếm chưa nào? Bây giờ hãy kiểm tra xem đáp án của các con có đúng với cô không nhé. Sẽ có bao nhiêu hình tam giác? Các con hãy cùng với cô thực hiện đếm. Một, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Và câu trả lời đó là có 10 hình tam giác. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục kiểm đếm xem có bao nhiêu hình tròn nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Và câu trả lời đó là có 11 hình tròn. Bây giờ cô sẽ đếm số hình vuông còn lại. 1 2 3 4 5 6 Và câu trả lời đó là có 6 hình vuông. Cô và các con vừa thực hiện hoạt động kiểm đếm. Vừa rồi, cô và các con đã thực hiện được những hoạt động nào? Các con có thể nói lại giúp cô nhé. Đầu tiên là tập hợp tất cả các hình mà các bạn đã chọn đó chính là hoạt động thu thập sau khi thu thập với những hình đã có ta sẽ phân loại thành ba loại theo hình dạng đó là hình vuông hình tam giác và hình tròn đây chính là hoạt động phân loại sau khi thu thập phân loại ta sẽ tiến hành đếm số hình của mỗi loại. Và đây chính là hoạt động kiểm đếm. Bây giờ, các con đã nắm được những khái niệm về thu thập, phân loại và kiểm đếm chưa? Để thư giãn tiết học hôm nay, cô trò chúng ta cùng hát một bài hát mang tên Con cào cào của tác giả Khánh Vinh. Bây giờ các con hãy cùng hát với cô nhé. Con cào cào hai ba. Con cào cào có cái cánh xanh xanh, nó bay rất nhanh từ lùm cây sang bụi cỏ. Con cào cào rất thích thế thao nên mới bay nhanh mới nhảy rất cao. Muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao Ai muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao Cô cảm ơn các con đã cùng với cô thực hiện bài hát này Và cô có một câu hỏi Bài hát vừa rồi đã nhắc đến con vật gì? À, bài hát vừa rồi đã nhắc đến bạn cao cao bạn cào cào của chúng ta yêu thích môn học gì các con à bạn rất yêu thích môn thể thao do vậy bạn đã thu thập được một số dụng cụ thể thao như sau bạn đã thu thập được rất nhiều dụng cụ thể thao nhưng bạn không biết phân loại và kiểm đếm các dụng cụ này như thế nào Bây giờ các con hãy giúp bạn phân loại và kiểm đếm nhé. Đây cũng chính là phần thực hành mà cô dành cho các con. Để giúp được bạn cao cao thì chúng ta cần thực hiện mấy việc? À chúng ta cần làm hai việc đó là phân loại và kiểm đếm bây giờ các con hãy thực hiện hoạt động phân loại trước nhé quan sát trên màn hình các con hãy cho cô biết các dụng cụ trên Gồm mấy loại? Kể tên các dụng cụ đó. Qua quan sát trên màn hình, ta có thể nhận ra được các dụng cụ thể thao gồm có 3 loại. Đó là sợi dây, quả cầu và quả bóng. Các con trả lời được câu hỏi này cũng đã giúp được bạn Cao Cao. Phân loại được những dụng cụ rồi đó các con. Tiếp theo, chúng ta sẽ kiểm đếm xem có bao nhiêu dụng cụ thể thao nhé. Để kiểm đếm được có bao nhiêu dụng cụ thể thao thì ta cần thực hiện đếm. Các con sẽ đếm theo hàng từ trái sang phải và không bỏ sót hình ảnh nào nhé. Cô sẽ có bao nhiêu quả bóng nào? 1 2 3 4 5 Và câu trả lời của cô đó là 5 quả bóng. Cô sẽ có bao nhiêu quả cầu? 1 2 3 4 5 6 7. Và câu trả lời của cô đó là có 7 quả cầu. Có bao nhiêu sợi dây? Rất dễ dàng để nhận ra phải không các con? Đúng rồi, sẽ có hai sợi dây. Cô có lời khen vì các con đã giúp được bạn cao cao phân loại và kiểm đếm được những dụng cụ thể thao. Các con thấy đó, bạn Cao Cao rất yêu thích thể thao vì bạn biết rằng khi tham gia thể thao, bạn sẽ có một sức khỏe tốt, một vóc dáng đẹp. Hơn nữa, khi tham gia những hoạt động thể thao, bạn sẽ được chơi với bạn bè, với đồng đội, với gia đình, giúp cho tình cảm thêm gắn bó và đoàn kết hơn nữa. Chúng ta cùng bước sang Hoạt động kết nối, các con sẽ thu thập, phân loại, kiểm đếm số dụng cụ học tập của chính mình. Các con có thể thu thập, phân loại, kiểm đếm những cây bút màu hoặc những chiếc bớp viết của mình. Nhưng lưu ý cũng phải theo trình tự các bước nhé các con. Đó là thu thập, phân loại, và kiểm đếm tiết học đã kết thúc các con cần thực hiện thêm nhiều hoạt động thu thập phân loại kiểm đếm với những đồ dùng và vật dụng xung quanh cuộc sống của chúng ta còn bây giờ cô xin chào tạm biệt các con cô chúc các con chăm ngoan học giỏi hẹn các con ở tiết học sau nhé